Thanh Trần gia nhập đại hội xin lỗi, Thiều Bảo Trâm đăng ảnh uống trà xanh dằn mặt ai đó. Mới đây, cõi mạng dậy sóng khi hai người chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm là Linh Ngọc Đàm và Xoài Non bất ngờ lên tiếng gửi lời xin lỗi vì việc chiếc bánh kem khơi mào scandal trà xanh nổ ra gần 10 tháng trước. Động thái này gây chú ý vì đây là thời điểm nhạy cảm khi Hải Tú vừa tái xuất được ít ngày sau thời gian im hơi lặng tiếng vì vướng nghi vấn là người thứ hai chen chân vào mối tình trong 8 năm của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm. Đến chiều ngày 15 tháng 11, tiếp nối Linh Ngọc Đàm và Xoài Non, Thanh Trần là người tiếp theo lên tiếng liên quan đến chiếc bánh trà xanh cách đây gần 10 tháng. Theo đó, đăng tải trên trang cá nhân, hot mom này đề cập đến chuyện chiếc bánh kem làm khơi mào ra bê bối tình cảm liên quan đến Sơn Tùng MTP, Hải Tú và Thiều Bảo Trâm. Bên cạnh việc gửi lời xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, cô cũng cho biết suốt thời gian qua, gia đình mình đã chịu nhiều ảnh hưởng liên quan đến sự việc này. Thanh Trần bộc bạch, em biết nói ra những lời này đã muộn màng, nhưng em thừa nhận bản thân mình còn trẻ tuổi, ngu dại, nói chính xác là trẻ trâu, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, trưởng thành. Vì một phút nóng vội, đọc những thông tin chưa được kiểm chứng mà em đã tự ý up story, gây liên lụy rất nhiều đến cuộc sống riêng tư của người khác. Từ lúc đó đến nay, em luôn sống trong dây dứt, ân hận cũng như nhận được những bài học mà cả đời không bao giờ quên được để bỏ đi cái thói nhiều chuyện trong em. Từ tận sâu trong đáy lòng của em mong muốn được nói lời xin lỗi đến những anh chị đã chịu ảnh hưởng không đáng có với những ngôn từ không hay của mình. Có những chuyện chỉ quyết định trong vài giây ngắn ngủi nhưng hậu quả có khi là cả đời. Lỗi sai này của em sẽ hứng chịu mọi lời chỉ trích vì em xứng đáng bị như vậy. Em xin lỗi rất nhiều và em cam đoan cuộc đời em sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Không đến bây giờ em mới nói ra lời xin lỗi hối hận này mà suốt thời gian qua, gia đình em liên tục bị ảnh hưởng vì lỗi lầm của em. Em đã hiểu cảm giác bị tấn công mạng từ chính điều mà mình gây ra. Nên em muốn chính thức xin lỗi từ tận đáy lòng để xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho em và cũng như có thể khép lại chuyện này. Hiện tại, tâm thư này của Thanh Trần đã thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Trước khi Thanh Trần đăng tải bài viết, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non cũng đã đưa ra lời xin lỗi sau 10 tháng nổ ra sự việc, nhất là trong thời điểm Hải Tú mới tái xuất cách đây chỉ vài ngày. Sự việc này khiến cho dân tình đặt ra dấu hỏi. Trước đó, scandal trà xanh nổ ra bắt đầu từ chiếc bánh kem mà hội chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm đăng tải cũng như ám chỉ giọng ca gốc Thanh Hóa gặp chuyện buồn. Không chỉ dừng lại ở đó, Thanh Trần còn liên tục đưa ra ẩn ý về Tiểu Tam, làm cư dân mạng dấy lên nghi vấn Hải Tú là người thứ ba chen chân vào mối tình 8 năm của chủ tịch và bạn gái. Sau sự việc này, nữ diễn viên phải đóng băng mọi hoạt động cũng như biến mất suốt gần 10 tháng trước khi trở lại cách đây ít ngày. Hàng loạt sự việc liên tiếp nổ ra khiến cho nhất cử nhất động của giọng ca gốc Thanh Hóa được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 11, ngay tại thời điểm Linh Ngọc Đàm đăng tải story xin lỗi trên tài khoản Instagram, giọng ca Love Rosie cũng có động thái trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cập nhật dòng trạng thái vu vơ. Cà phê bữa sáng mùa đông tháng 11 năm 2021, 25 độ Hà Nội. Bất chấp liên tục bị xéo gọi bởi động thái của người chị em thân thiết. Tuy nhiên, một số netizen đã tinh ý so chiếc tách trà màu xanh lá của Thiều Bảo Trâm hay còn được gọi tắt với cái tên trà xanh. Động thái này khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ, liên tục đặt câu hỏi, phải chăng cô nàng đang muốn ám chỉ điều gì đó sau drama trà xanh với Hải Tú? Bên cạnh đó, cũng có khán giả khẳng định đây chỉ là hành động vu vơ, không có mục đích gì. Giữa lúc cư dân mạng còn đang bàn tán xôn xao về sự việc, netizen bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn của Sơn Tùng vào năm 2013. Theo đó, nam ca sĩ cho hay, trong cuộc sống này, giả dối lẫn lộn nhưng quan trọng là cái hậu về sau. Ai gieo gió thì ắt sẽ gặp bão, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chẳng biết thời điểm đó, Sơn Tùng đăng tải dòng trạng thái này với ý đồ gì, nhưng hiện tại, khắp các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz đã chia sẻ rộng rãi câu nói này. Loạt động thái của người trong cuộc đã vô tình biến ngày 15 tháng 11 trở thành ngày hội xin lỗi lớn nhất cõi mạng. Nhiều lúc ai nấy còn đang hoang mang, một fanpage nổi tiếng đã sâu chuỗi loạt story xin lỗi của Thanh Trần, Linh Ngọc Đàm, Xoài Năng và hình ảnh Thiều Bảo Trâm đăng tải vào sáng ngày 15 tháng 11 để đặt ra loạt nghi vấn. Fanpage này cho rằng, hội bạn của giọng ca Love Rosie xin lỗi không có tâm và cố tình khơi lại drama ngày nào để nổi tiếng. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch được sắp xếp sẵn. Thậm chí, bà đang còn nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ netizen. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán một chiều, chưa có cơ sở. Thực hư thế nào, có lẽ vẫn nên chờ người trong cuộc lên tiếng xác nhận.